việc có lợi ích gì? Có vui, mạnh khỏe và có niềm tin. Việc đâu có lên đây để xin tiền ai hay gây quỹ vận động ai làm gì đâu, đúng không? Những kênh kia toàn là xin tiền không. Thì phải coi lại. Nhưng cái quan trọng nhất quý vị phải nên biết, Kiệt biết chắc Kiệt là ai. Kiệt biết thì Kiệt mới lên đây Kiệt nói. Nếu không, bảy dòng hào quang của Kiệt không bảo vệ Cộng sản Trung Cộng hay là tụi tình báo Hoa Nam hay là những cái thế lực mà gọi là tà đó, tụi nó cũng xài thần thông, mà thần thông tà nha, nó quýnh từ xa mình cũng mệt á. Thì có bảy dòng hào quang, có bốn ông rồng hộ mạng giữ cái xác phàm để chờ gặp sư phụ lập hội Long Hoa.